Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới diễn ra trong tuần qua. Mở đầu chương trình, xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan đến vụ phóng vật thể bay lần thứ 13 trong năm nay của Triều Tiên trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên rơi vào bế tắc dù đã gần tới hạn chót do Bình Nhưỡng đặt ra vào cuối năm. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay vào khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương từ khu vực Yeonpo thuộc tỉnh Hamgyong ở miền Nam ra phía biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ mọi diễn biến liên quan, đồng thời duy trì phòng thủ trước khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác. Từ Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, đồng thời tuyên bố Tokyo sẽ liên lạc chặt chẽ với các đối tác của mình để theo dõi sát sao tình hình. Vào sáng ngày hôm sau, ngày 29 tháng 11, Bình Nhưỡng xác nhận đã thử thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Vụ bắn thử đã chứng minh ưu thế quân sự và kỹ thuật cũng như độ tin cậy của hệ thống vũ khí này. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un rất hài lòng với kết quả vụ thử. Các chỉ huy quân đội Triều Tiên cũng vui mừng khi được củng cố sức mạnh và kỹ thuật quân sự. Theo giới phân tích, vụ phóng này có thể coi là lời nhắc nhở gửi tới Mỹ trước thời hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đưa ra để Mỹ có những nhượng bộ trong đàm phán phi hạt nhân hóa. Phản ứng trước vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên, nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi Bình Nhưỡng nghiêm túc về đàm phán phi hạt nhân hóa, trong khi Mỹ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, nước này đã nắm được thông tin về vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên và đang giám sát tình hình cũng như tham vấn chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực. Bộ Ngoại giao Đức thì ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đề nghị của Mỹ và nghiêm túc đàm phán về chấm dứt các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đồng thời cần tránh đưa ra các tối hậu thư. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử tên lửa và nối lại đàm phán với Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hiện tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn bế tắc do khác biệt quan điểm giữa Mỹ và Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngừng hẳn đàm phán nếu như Washington không có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng cho việc nối lại tiến trình này. Liên quan đến vấn đề vũ khí, ngày hôm qua, hãng TASS của Nga đưa tin quân đội nước này đã tiến hành bắn thử tên lửa siêu thanh Kinzhan ở khu vực Bắc Cực từ một máy bay đánh chặn. Theo hãng tin TASS, vụ bắn thử được thực hiện trước đó trong tháng 11. Một máy bay MiG-31K đã cất cánh từ khu vực Muromask và phóng tên lửa nhằm vào một mục tiêu trên mặt đất ở bãi huấn luyện Pemboi tại Komi, vùng Bắc Cực thuộc Nga. Cũng theo hãng tin TASS, tên lửa Kinzhan đã đạt tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Kinzhan là tổ hợp vũ khí mới nhất của lực lượng không quân vũ trụ Nga được Tổng thống Putin giới thiệu trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 năm 2018. Các nguồn tin mở cho biết tên lửa này là phiên bản không đối đất của tên lửa chiến thuật chiến dịch Iskander vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, MiG-31K là loại máy bay siêu thanh có khả năng bay cao 25 km và đạt tốc độ 3.000 km/h. Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí, giới chức Nga ngày hôm qua cho biết đã đề nghị Mỹ gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START mới thêm 5 năm và để ngỏ khả năng giảm thời gian gia hạn nếu Washington không đồng ý. Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận đã đưa ra đề nghị với Mỹ, đồng thời cho biết nếu Washington không thể chấp nhận đề nghị này vì một số lý do thì có thể gia hạn một thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây sẽ không phải là phương án tối ưu trong bối cảnh cộng đồng quốc tế trông đợi Moscow và Washington đưa ra những cam kết đáng tin cậy về việc tuân thủ kiểm soát vũ khí. Trong tuần qua, một sự kiện thu hút sự quan tâm của các quốc gia châu Á đó là mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với một số quốc gia có nền kinh tế phát triển ở châu Á. Tại Busan, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Phụ trách Hợp tác Phát triển các nước ASEAN gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Hàn Quốc-ASEAN. Bản ghi nhớ nhấn mạnh đến sự hợp tác phát triển giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN thông qua việc thúc đẩy trao đổi và thực thi các sáng kiến trong những lĩnh vực có tiềm năng và ý nghĩa thực tế lớn như giáo dục bậc cao, đô thị thông minh, giao thông. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đã giới thiệu một số dịch vụ công sử dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ hệ thống ứng phó thảm họa sử dụng mạng 5G đến hệ thống thông quan điện tử và hệ thống điều hành giao thông thông minh.
Còn tại cuộc đối thoại an ninh 2+2 đầu tiên giữa Nhật Bản và Ấn Độ diễn ra ở thủ đô New Delhi đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm và sự đoàn kết của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung sau hội đàm, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước bày tỏ cam kết hợp tác với ASEAN để đạt được các mục tiêu chung tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo chống khủng bố. Tuần qua, thế giới tiếp tục chứng kiến những người dân vô tội bị thiệt mạng do các vụ tấn công khủng bố. Đáng chú ý là trong ngày 29 tháng 11, liên tiếp hai vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Anh và Hà Lan đã khiến hai người thiệt mạng, 6 người bị thương. Vụ tấn công trên cầu London xảy ra lúc 13 giờ 58 phút theo giờ địa phương. Một người đàn ông đã dùng dao tấn công những người khác, buộc cảnh sát phải nổ súng để kiểm soát tình hình. Theo thông báo, vụ tấn công đã làm hai người thiệt mạng và ba người bị thương. Trong vụ tấn công bằng dao trên cầu London, thủ phạm có mối quan hệ với các nhóm khủng bố Hồi giáo. Đối tượng này vừa mới ra tù năm ngoái và từng chấp nhận đeo vòng kiểm soát điện tử. Trong khi đó, tại Hà Lan cũng đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại một khu phố mua sắm sầm uất gần trung tâm thành phố La Hay, khiến ba người bị thương. Cảnh sát Hà Lan đang truy tìm các nghi phạm, trong khi truyền thông loại bỏ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Còn tại thủ đô Kabul của Afghanistan, ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào xe của Liên Hợp Quốc. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết tuyến đường này nối thủ đô Kabul với một khu tổ hợp lớn của Liên Hợp Quốc ở vùng ngoại ô. Trong khi di chuyển trên tuyến đường trên, chiếc xe của Liên Hợp Quốc đã bị trúng một quả lựu đạn ném và khiến 6 người bị thương vong. Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Không chỉ thiệt mạng do các vụ tấn công, trong tuần qua có ít nhất 40 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ xảy ra tại đất nước Albania. Theo Bộ Quốc phòng Albania, ngoài 40 người thiệt mạng, có khoảng 650 người bị thương. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia ở nhiều nước châu Âu, các nhân viên cứu hộ đã làm việc không ngừng nghỉ để dọn dẹp các đống đổ nát từ những căn hộ và khách sạn đổ sập tại hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm thành phố ven biển Durres và thị trấn Thumet. Đã có ít nhất 46 người được giải cứu trong chiến dịch khắc phục hậu quả trận động đất tại Albania những ngày qua. Trong tuần qua, nhiều quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về mức độ ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý là nhiều trường học tại Iran đã phải đóng cửa trong ngày 30 tháng 11 do tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Giới chức nước này cũng thông báo sẽ triển khai nhiều phương án nhằm giải quyết vấn đề trên trong những ngày tới. Toàn bộ trường học tại thủ đô Tehran cùng một số khu vực khác trên toàn quốc ở Iran đã phải đóng cửa nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Giới chức y tế Iran cũng khuyến cáo người già, trẻ em cùng những người có vấn đề về đường hô hấp nên tránh các hoạt động ngoài trời. Nhằm cải thiện chất lượng không khí, chính quyền thủ đô Tehran dự kiến sẽ áp đặt biện pháp cấm xe lưu hành theo biển số chẵn, lẻ cũng như cấm toàn bộ xe tải. Trước tình trạng khẩn cấp về ô nhiễm môi trường, Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo trong một báo cáo về chênh lệch lượng khí thải hàng năm công bố ngày 26 tháng 11 rằng thế giới sẽ để lỡ cơ hội ngăn chặn các thảm họa thời tiết nếu không lập tức cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, từ nay tới năm 2030, mỗi năm thế giới cần cắt giảm 7,6% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hoặc sẽ để lỡ cơ hội ngăn chặn biến đổi khí hậu. Báo cáo cho biết nếu không kịp thời và mạnh tay cắt giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, thì thế giới khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra trong thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, đó là kiềm chế mức tăng nhiệt độ trái đất tới năm 2030, không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cùng với cảnh báo của Liên Hợp Quốc, Nghị viện châu Âu đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, môi trường. Mặc dù vậy, các nhà hoạt động môi trường kêu gọi các nước không được coi đây là hình thức mà cần phải có hành động quyết liệt. Nghị quyết tuyên bố tình trạng khẩn cấp được Nghị viện châu Âu thông qua với 429 phiếu ủng hộ. Châu Âu cũng đề ra những yêu cầu cao đối với các quốc gia thành viên. Cụ thể, từ nay cho tới năm 2030, mục tiêu phải giảm 40% lượng phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990. Mặt khác, cơ quan hành pháp của châu Âu còn hướng tới việc trung hòa carbon vào năm 2050. Còn đối với chính quyền thành phố Seoul của Hàn Quốc, thông báo sẽ ban hành mức phạt đối với chủ các phương tiện phát thải lượng lớn carbon dioxide CO2 tại khu vực trung tâm thủ đô bắt đầu từ tháng 12 năm 2019. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô.
chủ của các phương tiện bị xếp loại năm về phát thải sẽ bị phạt 250.000 won, tương đương 212 đô la Mỹ khi di chuyển trong khu vực giao thông sạch. Hình phạt sẽ có hiệu lực từ 6 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, với 119 camera giám sát được lắp đặt ở 45 địa điểm kết nối giữa các tuyến đường dẫn tới khu vực giao thông sạch. Seoul kỳ vọng chính sách trên sẽ giúp giảm mật độ bụi mịn trong khu vực tới 15,6%. Hy vọng với sự nỗ lực của các quốc gia trong việc tìm kiếm và triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng khói bụi sẽ góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Đây là vấn đề quan trọng cấp thiết nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính con người. Đến đây, chương trình Thế giới tuần qua của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tối Chủ nhật tuần sau.